Khôi Nghi xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Network và chào mừng quý vị đã đến với chương trình Thông tin Thương mại. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng không còn lạ gì với công ty iSynTech. Thưa quý vị, công ty iSynTech là một công ty điện tử chuyên cung cấp những cái thiết bị máy móc dành cho home và DJ karaoke system với rất là nhiều showroom rộng lớn ngay tại thành phố Dallas và Westminster ở California và đặc biệt là ngay tại thành phố Houston của chúng ta. Thì ngày hôm nay Khôi Nghi rất là hân hạnh khi mà được tiếp chuyện với anh Nhật Hoàng là đến từ công ty iSynTech. Anh là Store Manager. Xin mời anh hãy gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Nhật Hoàng xin gửi lời chào đến Khôi Nghi cũng như quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn Network. Khôi Nghi, thưa anh là trong thời gian vừa qua thì Khôi Nghi được biết là iSynTech đã có những thành công nhất định. Thì không biết là lý do vì đâu và vì điều gì mà đã được đạt được những cái thành công đó vậy thưa anh? iSynTech trong thời gian vừa qua thì đã phát triển rất mạnh mẽ với việc chúng tôi có 3 tới location. Một ở Dallas, một ở Westminster, California và đặc biệt là trong vùng Houston của chúng ta. Dạ. Thì sự thành công vừa qua một phần rất lớn là do iSynTech luôn nhận được sự ủng hộ của quý vị khách hàng cũng như quý đồng hương xa gần đã luôn luôn ủng hộ iSynTech. Và chúng tôi hiểu rằng những tiệm điện tử Việt Nam khác thường tạo ấn tượng không tốt cho khách hàng vì một thái độ phục vụ không có tính chuyên nghiệp cũng như họ thường giải thích về policy không được rõ ràng cho lắm và thậm chí là không trung thật nữa. Ví dụ như quý vị mua món hàng nào đó thì họ sẽ làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng, nhưng khi gặp trở ngại quý vị quay trở lại với chỗ mình mua thì họ sẽ gây khó khăn và trở ngại cho quý vị. iSynTech muốn mang một làn gió mới đến về phong cách phục vụ cho quý khách hàng với việc chúng tôi có 30 ngày dùng thử. Nghĩa là trong vòng 30 ngày nếu quý vị chưa hài lòng với những sản phẩm mình đã mua iSynTech thì đừng ngần ngại, hãy quay trở lại với iSynTech. Chúng tôi sẽ cho quý vị upgrade những dàn máy mạnh hơn, hay hơn mà không chặt bất cứ lệ phí restocking fee nào cả. Đồng thời bên cạnh đó chúng tôi cũng có 30 ngày price guarantee, nghĩa là chúng tôi bao giá cho tất cả những cửa hàng bán lẻ ở địa phương cũng như là trên online. Yeah. Vâng thưa anh, thì Khôi Nghi được biết là ngay tại công ty iSynTech là đang có trưng bày cái phòng sông hơi khô sauna. Thì anh có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là cho Khôi Nghi biết những cái tính năng tiện lợi của cái phòng sông hơi sauna này ở ngay tại iSynTech được không? Hiện tại thì infrared sauna là một hình thức sông hơi rất là phổ biến hiện nay. Thì Khôi Nghi cũng biết mọi người đã mong muốn cho mình có một cái phòng sông hơi ngay tại nhà của mình. Dạ đúng rồi. Thì nó tiện lợi hơn. Thì hiện tại iSynTech đang trưng bày hai mẫu phòng sông hơi, đó là cho một người và hai người. Thì nó khắc phục được những khuyết điểm của những phòng sông hơi khác trên thị trường. Bởi vì Khôi Nghi biết là những phòng sông hơi bình thường thì bộ điều chỉnh nhiệt độ họ thường lắp đặt ở bên ngoài thì rất là hạn chế. Vì khi mình muốn điều chỉnh nhiệt độ cao hoặc thấp thì mình phải ra ngoài mình chỉnh. Thì trong khi mình chỉnh như vậy thì nhiệt độ trong phòng nó sẽ bị hạ thấp. Dạ đúng rồi. Đồng thời mình sẽ tốn rất là nhiều điện. Thì những phòng sông hơi iSynTech chúng tôi khắc phục được điều đó. Chúng tôi design lại những mẫu sông hơi sauna mới bây giờ thì họ sẽ lắp đặt những bộ điều chỉnh nhiệt độ ở bên trong máy luôn, rất là tiện lợi. Đồng thời thì kiểu dáng họ cũng sẽ design lại để cho hợp với cái mỗi diện tích của mỗi nhà khác nhau cũng như là phong cách thẩm mỹ khác nhau. Với một giá thành rất là rẻ, hiện tại chúng tôi đang on sale đặc biệt trong vòng thứ 6, thứ 7, chủ nhật này cho phòng sông hơi khô 2 người với giá retail là 6.000 đồng. Chúng tôi sẽ sale chỉ còn lại 2.500 đồng thôi. Và đặc biệt là phòng sông hơi khô 2 người sẽ được lifetime warranty luôn. Và chương trình financing 36 tháng không tiền lời luôn. Thì đó là những offer mới bây giờ của hãng để dành cho công ty iSynTech để giới thiệu đến quý vị những phòng sông hơi infrared sauna trên thị trường hiện nay. Thưa quý vị, như vậy là quý vị cũng thấy là nghe rất là hấp dẫn phải không? Thì Khuyên Nghi cũng hy vọng là quý vị có thể có được ngay tại nhà của mình một cái phòng sông hơi như là anh Nhật có nói. Thì anh Nhật có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là Khuyên Nghi biết khẩu hiệu của iSynTech được không? Hiện tại iSynTech đang có một khẩu hiệu 8 nhất. Đó là thiết bị tối tân nhất, kiểu dáng sang trọng nhất, nhiều sự lựa chọn nhất, giá thấp nhất, chương trình trả góp dễ dàng nhất, bảo hành tốt nhất, phục vụ ân cần nhất và cuối cùng là giao hàng sớm nhất. Như vậy là nói về vấn đề giao hàng, như vậy thì không biết là thời gian bảo hành của cái phòng sông hơi sauna này như thế nào thưa anh? Thì Nhật cũng đã nói ở trên là phòng sông hơi infrared sauna hai người thì sẽ được lifetime warranty. Còn tất cả những thiết bị máy móc, đồ điện tử và karaoke iSynTech thì từ trước đến nay quý vị cũng biết là sẽ có 1 năm warranty và ngay tại tiệm luôn. Trong vòng 1 tháng đầu tiên nếu như bị problem trở ngại gì đó chúng tôi sẽ đổi cho quý vị một cái mới hoàn toàn. Dạ vâng. Và sau 1 tháng tới 1 năm thì chúng tôi sẽ take care, sửa everything ngay tại tiệm. Còn về vấn đề lắp đặt thì sao thưa anh? Những quý vị nào ở trong vòng 30 mai qua iSynTech thì sẽ có những nhân viên kỹ thuật họ chuyên nghiệp đến nhà và setup delivery fee cho quý vị. Còn những quý vị nào ở xa thì chúng tôi sẽ có chương trình free shipping. Dạ. Đồng thời nếu quý vị gặp trở ngại thì cứ gọi điện cho iSynTech, chúng tôi sẽ có nhân viên take care.
Như vậy là chắc chắn là khách hàng mà những quý vị khán thính giả mà theo dõi đài Sài Gòn Network là sẽ còn có những cái chương trình đặc biệt hơn nữa phải không? Và đặc biệt là những quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn Network và buổi talk show ngày hôm nay thì sẽ được 5% discount khi đến mua sắm tại Asintech. Dạ vâng. Khuê Nghi cũng hy vọng là quý vị có thể lựa chọn cho mình những cái món hàng thật là tốt nhất và những cái sản phẩm tuyệt vời nhất ngay tại công ty Asintech. Thì thưa anh, thì không biết là anh có thể cho quý vị khán thính giả biết về địa điểm cũng như là cách thức liên lạc đối với công ty Asintech. Asintech chi nhánh ở Houston hiện tại đang tọa lạc trong khu tượng đài chiến sĩ kế bên chợ Tân Bình với địa chỉ là 11360 Belair Boulevard, số phòng 700, thành phố Houston, Texas 77072, với số phone là 281-530-7464, 281-530-7465. Và đồng thời quý vị cũng có thể shopping ngay tại ngôi nhà thân thương của mình với trang nhà asintech.com. Nhân đây thì Nhật cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị khán giả đã ủng hộ Asintech trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành từ quý vị để Asintech có thể ngày một hoàn thiện hơn và phục vụ quý vị được tốt hơn. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Nhật đã đến với buổi thông tin thương mại ngày hôm nay. Và Khuê Nghi cũng xin kính chúc cho công ty Asintech ngày một thành công tốt đẹp. Và Khuê Nghi hy vọng là tất cả quý vị khán giả của đài Sài Gòn Network lúc nào cũng tiếp tục ủng hộ cho công ty Asintech để công ty ngày một phát triển hơn. Khuê Nghi cũng rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thông tin thương mại ngày hôm nay. Khuê Nghi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo.